Rất cảm ơn khán thính giả giữ màn hình để xem phần 3 còn lại của chương trình phân tích thời sự của Vista TV. Hôm nay là ngày thứ tư 15 tháng 11 2017. Cảm ơn khán thính giả theo dõi chương trình này. Nhiều người cứ hỏi tôi chương trình này phát lúc nào. Thật sự thì có người ta chỉ biết 12 giờ trưa thôi thưa anh Quy, nhưng mà nó có một cái phát một lần nữa là 12 giờ khuya, 4 giờ sáng và 12 giờ trưa, nghĩa là 3 lần phải không? Yeah. Thành ra quý vị khán thính giả chịu khó, chúng tôi nhớ như vậy 3 lần, và quý vị nếu mà coi hút không coi được thì có thể vào YouTube để mà coi. Thì cái này chúng tôi không chiếu lại được. Trưa nay có người gọi tôi họ coi 12 giờ không được thì xin chiếu lại, chúng tôi xin không thể làm được, là tại vì nó kỹ thuật trong đài nó nhiều thứ nó đi qua tới là không làm được. Chứ gì chịu khó vào, họ nói YouTube họ coi không đã thì chúng tôi không xin lỗi thôi. Bây giờ trở lại cái chuyến đi Việt Nam thì bây giờ phải nói rằng là nhìn lại cái hậu chấn của cái chuyến đi Việt Nam của ông Donald Trump thì dư luận thế giới và những cái thăm dò của thế giới, nhất là một cơ quan thăm dò của Mỹ là BBEW đã nói rằng là cái sự chuyến đi của ông Donald, giá trị của một cái Mỹ nó càng ngày nó càng được càng lên, liên tục lên cao qua cái chuyến đi của ông Donald Trump. Tức là cái giá trị của Mỹ đó nó càng lên cao, phải nói đó là phải nói là một cái quyền lực mềm đó của Mỹ nó càng ngày càng lên cao trong cái chuyến đi của Trump. Đối với người dân Việt Nam đó thì bất cứ ông tổng thống nào của nước Mỹ, chúng ta nhớ từ cái thời ông Bill Clinton tới cái thời ông W. Bush rồi tới cái thời ông Obama và bây giờ tới thời ông Trump, thì cái sự tin tưởng của Hoa Kỳ vào Hoa Kỳ, vào cái giá trị Hoa Kỳ, bất cứ là tổng thống nào thì người dân Việt Nam cũng rất là ưa thích các cái giá trị đó qua cái hình ảnh các ông tổng thống. Chúng ta thấy là nhìn cái xe mà của thành phố ở Hà Nội mà đón ông Trump thì phải nói dân chúng rất là đông hai bên, trong khi đó ở Trung Quốc thì không có cái bóng nào là không có. Và nếu cái này mà dịch vô Sài Gòn thì người ta còn đông nữa. Chúng ta nhớ là Sài Gòn họ cũng ồ ạt hơn đó nữa, thì cái đó phải nói rằng đó là một cái giá trị Mỹ. Cái đó giá trị đó không hà tất phải là ông Trump hoặc là ông Bill Clinton, mà giá trị đó là giá trị tự do của Mỹ. Thứ hai là cái giá trị đó, là ngoài cái hình ảnh đó thì báo chí trong nước, trước mặt trong nước là đồ đi đồ lại về cái chuyến đi của ông Trump và chuyến đi của ông Tập Cẩm Bình, tả những cái đoàn xe đi, nhất là đăng nguyên văn hai cái bài diễn văn và phê bình những cái bài diễn văn đó, thì người ta thấy càng cái giá trị Mỹ càng cao. Đó là một bên thì ông Trump là cái giá trị tự do, dân chủ, nói chuyện thoải mái, người dân là có độc lập, có tự do, có phân quyền, quốc hội là lập pháp, hành pháp. Trong khi giá trị của ông Trump nói cái lời lẽ thì người ta không thích, và người ta nói từ cái không thích Việt Nam tới cái không thích Trung Quốc, hai cái khiến người ta không thích những cái đảng viên Cộng sản Việt Nam. Và cái điều này phải nói đó là một cái giá trị của Mỹ. Người dân họ nhìn cái đó là họ biết, chứ không phải chỉ có cái bài diễn văn của ông Trump hay. Thật sự thì cái bài diễn văn của ông Trump là phải nói là được báo chí trong nước nó đồ, nó phân tích, làm cho người ta kích phấn thêm, người dân trong nước mò tìm hiểu thêm. Và cái điều này nó càng cái giá trị của Mỹ nó càng ngày càng cao. Theo cái cơ quan Pew là thăm dò của Mỹ, họ đánh thăm dò 37 quốc gia trên thế giới trong các cái vùng mà có ảnh hưởng tới ông Trump, Hoa Kỳ. Thì cái các cái nước trên thế giới đó có 22% thích ông Trump thôi. Trong khi đó ở Hoa Kỳ thì người ta nói là cái sự ngưỡng mộ đó nó lên tới 37%. Nghĩa là phải nói rằng là cái thăm dò thế giới nó khác cái thăm dò dư luận thường. Chỉ vậy là thế giới người ta ngưỡng mộ ông Trump 22%. Trong khi Việt Nam ngưỡng mộ ông Trump là giá trị Hoa Kỳ là 37%, ngưỡng mộ đó là ngưỡng mộ cái giá trị của tự do của nước Mỹ. Chúng ta thấy cái điều này phải nói là lần đầu tiên là báo chí ở trong Việt Nam tương đối tự do. Chúng tôi hiểu là cái chữ hoặc kép, tức là tường thuật một cách rất là thoải mái đối với ông Trump. Và ngay cả ông Tập Cẩm Bình, chứ ông Nguyễn Xuân Phúc cũng rất là bản lĩnh, nói rằng là ca ngợi ông Trump cái bài diễn văn tuyệt vời. Hai cái điểm mà ông ca ngợi có lẽ là làm cho người Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam khó chịu. Đó là cái vấn đề Hai Bà Trưng. Và cái vấn đề là cái cụm từ, phải nói là anh Vương Vinh mới nói là Ấn Độ và Thái Bình Dương, đây là một cụm từ. Cái đó
là một cái điều mà làm cho cấm kỵ đối với Trung Quốc. Trung Quốc rất là khó chịu, coi như rất là không vừa ý. Thành ra cái chuyến đi của ông Trump đối với Trung Quốc là coi như là Trung Quốc coi như không có. Và đây là một cái thành tựu của cái giá trị. Và đối với Hoa Kỳ thì mình hay dùng cái chữ là quyền lực mềm. Yeah. Không cần phải đem cái tiền view xôm, view xét viện trợ gì cả. Cái giá trị đó là nó bao trùm bởi vì hai cái thái cực. Một bên là độc tài, một bên là xấu xa, một bên là tự do dân chủ. Thì tự nhiên người ta thích. Thì cái đó là giá trị Mỹ, thưa anh Viên Huy. Vâng. Ở đây có nhiều nhà phân tích cho rằng là cái người dân Việt Nam đó là khi mà đón tiếp các vị tổng thống từ trước nay của Hoa Kỳ tới Việt Nam đó là vị tổng thống nào cũng được đón tiếp một cách rầm rộ. Là bởi vì rằng là người dân Việt Nam theo các nhà phân tích này nhìn các vị tổng thống đó là những cái tiêu biểu của tự do, của dân chủ và của nhân quyền. Và vì thế cho nên đó là cái điều mà hiện trên đất nước Việt Nam bây giờ dân nào cũng khát khao hết, bởi vì nó không có. Nhưng mà ở đây tôi thấy rằng là nhìn như thế thì đối với lại Tổng thống Donald Trump thật sự ra là nó hơi có vẻ là không có quân bình lắm của anh. Là bởi vì thế này, các vị Tổng thống trước tới Việt Nam trong một cái bối cảnh khác, mà bây giờ Tổng thống Donald Trump tới Việt Nam trong một cái bối cảnh khác, mà nếu chúng ta phân tích ra chúng ta thấy rằng cái chuyến đi của ông đi thăm Việt Nam chính thức như vậy đó, thì ông nhằm về cái khía cạnh chính trị nhiều hơn là cái khía cạnh mà xã hội và cái kinh tế, lấy lòng dân chủ. Không có đi thăm bất cứ một trường đại học nào, tổ chức thanh niên nào, cũng như là thăm viếng các cơ sở thương mại của Việt Nam. Đi chùa nhà nhưng mà nghe nói là dù vậy thì các nhà phân tích, các báo chí dư luận ở trong nước thì cho biết rằng là đã có hơn 10 cái hiệp ước thương mại được ký kết trong cái dịp này với lại cái phái đoàn của Tổng thống Donald Trump. Và bây giờ chúng tôi mới trở lại cái vấn đề mà cái hội nghị về Biển Đông tại Phi Lợi Tân đang diễn ra, là cái hội nghị ASEAN. Thì thưa quý khán giả, trong cái hội nghị này đó thì ông chủ tịch là luân phiên là chủ nhà là ông Phi Lợi Tân, tức là Tổng thống Duterte. Thì ông có mà đưa lên một cái lời tuyên bố khi mà trong cái bản diễn văn khai mạc nói rằng là thật sự cái tình trạng của Biển Đông hiện tại bây giờ nó đang êm ả như vậy thì xin cứ giữ nguyên êm ả. Và trong cái hội nghị này chúng ta không có đề cập tới cái vấn đề Biển Đông. Đó là cái khái niệm của ông Duterte. Và ông có nhấn mạnh sau đó là cái vấn đề mà chúng ta cần để ý tới hiện tại bây giờ an ninh ở Biển Đông đó là cái vấn đề hải tặc. Cái vấn đề thứ hai là vấn đề khủng bố. Và cái vấn đề khủng bố này thì như chúng ta đã biết là ông Duterte đã coi như là cái mục tiêu số một trong cái việc, trong cái sự hành động của ông bằng cách là giết hại vô nhân đạo tất cả những cái người mà bị nghi là có liên quan đến cái vấn đề mà buôn bán ma túy ở Phi Lợi Tân. Đồng ý, nhiều nhà phân tích cũng đồng ý rằng là phải dùng một cái bàn tay sắt như vậy thì mới hy vọng có thể là tiêu diệt được cái nạn buôn bán ma túy ở nhiều nước hiện nay. Bởi vì cái mạng đó nó là một cái mạng, làm cái mạng lưới quốc tế chứ không phải là chỉ có riêng ở Phi Lợi Tân mà thôi. Thì ở đây thì chúng ta thấy rằng là đây là cái quan điểm của ông Duterte. Và ai cũng biết là cái quan điểm này chắc chắn là ông ấy sẽ đọc một cái bài diễn văn nó có lợi như vậy cho Trung Quốc. Bởi vì là từ cái ngày ông lên cầm quyền đến giờ thì ông tỏ ý ông ngả theo Trung Quốc rất nhiều và quay lưng hẳn với Hoa Kỳ đến độ là miệt thị cả Tổng thống Hoa Kỳ lúc đó là ông Obama. Để khi mà ông Obama cũng như là chính phủ của ông Obama có phê phán về vấn đề những cái biện pháp của ông đối với lại quá dã man, đối không có nhân quyền đối với lại người dân của Phi Lợi Tân, thì ông ấy quay lại, ông ấy mạt sát luôn và bằng những cái lời hết sức là thô bỉ và không có xứng đáng với một vị tổng thống của một quốc gia. Ở đây thì chúng ta biết rằng, nhưng mà trong khi đó thì có thể nói rằng là hầu hết những cái nước, mà đặc biệt là bốn nước có trực tiếp về vấn đề tranh chấp ở Biển Đông thì lại không chấp nhận cái chuyện đó. Và họ đã bàn thảo với nhau và đã đưa vào trong cái bản tuyên bố
là cái bản tuyên bố khung của cái hiệp hiệp định này. Như chúng ta đã biết là sau khi cái hiệp cái hội nghị ASEAN mà kết thúc, bao giờ cũng có một bản tuyên bố chung, và ở đây thì bốn nước này đã đề nghị vào chúng ta là nên đặt cái vấn đề giải quyết chung về vấn đề Biển Đông, là bởi vì trong cái tiến trình hiện tại bây giờ thì nó đang đạt đến kết quả tốt đẹp, là các nước đã đồng ý thông qua những cái nghị trình để mà bàn soạn về những cái danh từ dùng trong cái bản tuyên bố, cái bản là quy tắc ứng xử Biển Đông COC. Cái bản này nó khác với lại cái bản là tuyên bố ứng xử về Biển Đông DOC trước đây. Mà cái bản này là cái bản như chúng ta đã biết là qua 5-6 năm nay không bao giờ Trung Quốc rời bỏ cái lập trường là không có bàn thảo đến cái vấn đề đó. Bởi vì nếu mà ra được một cái nguyên tắc, cái quy tắc chung như vậy về ứng xử quốc tế thì Trung Quốc sẽ bị hạn chế trong cái việc mà bành trướng cái thế lực của mình tại Biển Đông, thưa giáo sư. Vâng, cảm ơn. Nhưng mà cái giả thật sự thì trước khi gặp thì ông Duterte tổng thống chủ nhà nói như vậy, nhưng mà chúng ta thấy cái thông cáo chung giữa Phi với Hoa Kỳ thì nó có hơi hãm của cái Biển Đông, thì rõ ràng không có chung mà mới ra. Và chúng ta thấy là ông Donald Trump về Hoa Kỳ rồi, tức là chúng tôi nói thì đã về rồi trước một ngày, tức là không dự cái hội nghị Đông Á. Và lý do là tại vì hội nghị Đông Á kéo dài trễ hết 90 giờ, cho nên là ông không dự được, là ông bay về và ông nói rằng về Mỹ có một cái bản tuyên bố chung về cái chuyến đi của ông. Thì phải nói đây cũng là một chuyến đi mà đặc biệt của ông. Trở lại vấn đề châu Á Thái Bình Dương và cái ông hội nghị ASEAN, thì ông giữa ông Donald Trump và Philippines có ra cái thông cáo chung, trong đó dẫn nhắc vấn đề Biển Đông, dẫn nhắc về vấn đề Biển Đông và nói tự do hàng hải, đi an ninh trên đó, và có một cái từ nữa là tự do bay ngang qua. Thì cái đó cũng là một cái khái niệm mới, có lẽ là ông Duterte thưởng thức và thích thú ông Donald Trump mạnh dạn hơn, không biết có hứa hẹn gì không. Và ông đứng dậy, ông hát một cái bài ca tình cảm để ông tặng cho ông Donald Trump, và ông nói rằng là theo cái lời đề nghị của ông Trump, và ông đứng dậy ông hát một cái bài khơi tay vỗ tay như sấm. Thì phải nói đây là hai người trải lòng với nhau, chứ không có đối xử tàn tệ giống như là hồi thời ông Obama. Chúng ta thấy là mặc dù cái chuyến đi này nó không chủ yếu nhắm vào Philippines, chỉ nhắm vào cái ASEAN ở APEC ở Đà Nẵng thôi, nhưng mà phải nói là cái hậu cuối cùng là cũng là thành công đối với ông Trump. Ông Trump lôi kéo được Philippines vào, thì đây cũng là một cái vấn đề mới chúng ta thấy. Đó là một chuyến đi chúng ta chờ xem ông Donald Trump làm cái bản tuyên bố khi ông về Washington DC để đưa ra một cái chính sách và cái kết cục ra làm sao. Lần nữa chúng tôi hẹn tái ngộ vào chương trình lần sau.